Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Rồi, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Rồi, tiếp tục giao lưu quý anh em những cái dòng cây khai thác. Hôm nay có một vài chủng loại cây giao lưu quý anh em. Giao lưu quý anh em một cây hải châu mini nha. Cây này hải châu mini, hàng bưng B bằng trà nha quý anh em. Ta lưu ý nha. Bởi cây mini chỉ cần cũng khá là tương đối rồi. Dáng bay cũng khá đẹp. Cây này thì giao lưu của anh em giá là 450 bao ship, 450k bao ship nha quý anh em, giá cũng khá là hợp lý và một cái chậu gốm cũng khá là xịn rồi. Chúng ta trưng bày bằng trà mang đi cà phê. Rồi, thông số thì cây này có thông số hoành là 8cm nha, hoành 8cm, chiều cao tính cả chậu luôn quý anh em là 22 nha, và phụ tán là 19 luôn nè. Cái chậu này là cao, chậu cao là 11 phân nha, một cây mini cũng khá là nhiều, cây cũng ok nha quý anh em, cây dòng lá nhỏ đẹp nha, được làm có những cái đường collect cũng khá là duyên cây rồi, giá cũng rất là hợp lý rồi. Giá đã bao ship 450 bao ship. Quý anh em cứ xem hợp ý thì alo Bonsai Trường Thi hoặc các bạn thông qua số Zalo. Rồi, 450k bao ship. Rồi, giới thiệu với anh em một cây hải châu. Một cây hải châu cực kỳ khủng nha, có một cái bộ đế rất đẹp. Quý anh em lưu ý là cây này là một cái cây lá trung và ghép dòng siêu trái nha. Một cây cốt nguyên thủy nó là một cây lá trung và ghép dòng siêu trái, tại vì là cây này ghép rất là lâu rồi cho nên nó là một cái cây tương gọi là thành phẩm rồi, cho nên là những cái một ghép của thân chính nó sẽ không còn nứt ra nữa nha. Mà những cây này thì nói kỹ nói rõ thì quý em chứ biết, chứ nếu không nói thì cũng không có biết cho quý em, tại vì nó cái cốt riêng của nó không còn ra mầm nữa nha. Những cái cây này nó lâu rồi. Rồi, đo thông số cho quý anh em tham khảo. Đo cái hoành nha, đo cái hoành là kích thước là 49. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu là 37 nha, và phụ tán nó khoảng 50. Chậu này là cái chậu men khá là xịn rồi. Kích thước phủ bì của nó là 36 nha, và chiều cao là 10 phân, chúng ta là 10 phân. Một cây rất là đẹp của anh em. Rồi mời của anh em xem cái phần chân bể đó này. Cây này thì xem thấy chào giá giao lưu của anh em, giá là 4.500k nha. 4.500k bao ship. Cả cây cả chậu, ship toàn quốc, ship toàn nha. Những cái mục thân của nó là to bằng ngón cái rồi này. Cây này rất là già, nuôi tầm khoảng 6 năm nha. Nuôi ghép khoảng 6 năm thì nó mới ra được những cái chi cành như thế này. Dòng hải châu thì cũng cực kỳ lâu lớn và những cái mạch cách nó hầu như là muôn liền được 50-60% này. Mọi anh em xem mà. Cây rất là ok, cây này chúng ta trưng bày bằng trà, chúng ta uống trà thì nó rất là tuyệt vời. Cây bởi sản thi làm kỹ và nó tầm khoảng 10 ngày nữa thì nó sẽ cho những cái thực non. Cho được thực non. Và mùa đây là làm như này thì nó ra thực non thì nó tầm khoảng hơn 2 tháng nữa nó sẽ cho mùa hoa trái. Hải châu thì nó cho hoa trái vào mùa hè. Khoảng hơn 2 tháng nữa nha quý em. Hơn 2 tháng nữa. Nó bắt đầu tầm khoảng đầu tháng 5. Đầu tháng 5 dương lịch thì nó sẽ bắt đầu vào cái mùa hoa trái của cây. Cái này thì chào giá của anh em là 4.500k bao ship. Anh em cứ xem và ấy thì alo trực tiếp thì các bạn thông qua số Zalo. Mình sẽ thấy cả những cái màn hình. Rất đẹp của anh em. Rồi, 4.500k bao ship. Rồi, Bonsai Trường Thi vẫn phát sóng video thường ngày lúc 19 giờ để giao lưu với anh em những dòng cây khai thác. Hôm nay giới thiệu với anh em một cây hải châu mini. Một cái dáng bay hồi đầu, thế màu tử cũng rất là đẹp.
Kính mời bọn em xem tổng thể cây, một cái cây dòng lá nhỏ hàng mini là cầm tay mini bằng trà. Cây này có đường thân có lách khá là ok và cái bộ đế tương đối đẹp. Cây này thì một sàn thị chào giá giao lưu là 1.750.000 bao ship, 1.750.000 bao ship. Quên em báo giá luôn cho quên em theo dõi tham khảo nha. Rồi đo thông số, cái này có một cái vành, một cái vành ở tại vị trí bệ này là nó kích vành, nó kích thước 22 nha, 22. Cái chiều cao tính từ mặt chậu nó tầm khoảng 24, phụ tán khoảng 34, và cái chậu này là chậu men cầu kích thước là 22, của người 22, lọt lòng là 18, chiều cao tầm 5,5 nha. Rồi bữa nay em xem cái phần đế của cây. Cây này có một cái bộ đế cũng khá là ok. Dòng cây khai thác, một cái cây có đường thân lết lượng như này, chào giá 1.750.000 cũng khá là hợp lý của em. Chúng ta nghiên cứu nha. Cây này đẹp, dòng lá nhỏ đẹp, chỉ cần làm rất là kỹ. Chúng ta đợi dâm lên nó sẽ ấm cái tàn nha. Thì còn mùa tầm khoảng hơn 2 tháng nữa nó sẽ tới cái mùa hoa trái. Cây này có một đường cong rất đẹp nè. Bữa em cứ xem kỹ, hợp ý thì bữa em vô luôn. 1.750.000 nha bữa em, 1.750.000 nha. Một cái cây nó khá là ok nha. Đó, đây là một cái hàng bung bê bạc trà nha. Đây, anh em xem nè. Rất là đẹp. Chúng ta trưng bày bàn trà, chúng ta uống trà hay chúng ta mang đi cà phê. Rất là đẹp, rất là ok. Đây, 1.750.000 của anh em. Anh em yêu mến thì yêu thích thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Quên Santi luôn gắn số điện thoại cũng là số Zalo trên màn hình. Quên em gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn giao lưu mua bán trên Zalo. Rồi, 1.750.000.